Chào các em. Chúng ta tiếp tục chuyên đề 4 với chủ đề số 5 liên quan đến các cái đặc trưng của sóng âm. Thế chúng ta đã biết là sóng âm là những dao động cơ mà lan truyền được cho các môi trường rắn, lỏng, khí nhưng không truyền được trong môi trường trên không. Và sóng âm thì là người ta phân loại ra thành âm nghe được, tức là những âm mà có tần số lớn hơn 16 Hz và nhỏ hơn 20.000 Hz. Những âm mà có tần số lớn hơn 20.000 Hz ta gọi là siêu âm, và những âm có tần số nhỏ hơn 16 Hz thì ta gọi là hạ âm. Thế nhưng mà mình nghiên cứu những cái đặc trưng của nó thì đặc trưng có hai loại: đặc trưng vật lý và đặc trưng sinh lý. Thì trong cái chủ đề này chủ yếu mình đi tính toán thì chỉ tính toán được những đặc trưng vật lý thôi, còn đặc trưng sinh lý thì mình không thể tính toán định lượng được. Thế thì đầu tiên về phương pháp, chúng ta nhớ về những cái kiến thức sau đây. Đặc trưng vật lý đầu tiên của sóng âm mà chúng ta nói đến đó là tần số âm. Đặc trưng vật lý thứ hai mà mình đề cập đến là cường độ âm. Thế thì tần số âm thầy nói đã này, tần số âm chính là tần số của nguồn âm và bằng tần số của mọi điểm trên phương truyền âm. Như vậy nó giống hệt như là tần số của sóng vậy. Cái thứ hai là cường độ âm. Cường độ âm Y thì được định nghĩa thế này. Cường độ âm Y là năng lượng mà sóng âm truyền qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền âm trong một đơn vị thời gian. Vậy nếu thầy có một cái nguồn sóng có công suất là P, Watt mà phát sóng ra gọi là đẳng hướng, phát ra thì mọi hướng như nhau. Thế thì khi mà sóng này truyền đến một cái điểm M cách nó một khoảng R thì công thức tính cái cường độ âm Y bằng gì? Sẽ bằng là P là công suất chia cho diện tích xung quanh của mặt cầu bán kính R. Vậy là 4pi R bình phương. Do đó đơn vị của cường độ âm chúng ta biết nó sẽ là watt trên mét vuông. Một cái đại lượng tiếp theo mà chúng ta đề cập đến đặc trưng vật lý của sóng âm đó là mức cường độ âm. Mức cường độ âm thì L sẽ bằng là log của Y trên Y không, nếu như cái L này tính theo đơn vị là Ben. Còn nếu mà tính theo đơn vị là decibel thì nó sẽ là 10 lần log của Y trên Y0. Bởi vì một ben thì chúng ta biết nó bằng 10 decibel. Và Y0 ở đây thì ta lấy cái giá trị nó vào khoảng là 10 mũ trừ 12 watt trên mét vuông. Cái này được gọi là cường độ âm chuẩn. Và đặc trưng vật lý cuối cùng của sóng âm người ta đề cập đến đó là âm cơ bản và hòa âm. Âm cơ bản và hòa âm. Thì cái này chúng ta nhớ như thế này nhé. Tức là một cái nguồn âm phát ra bao giờ cũng có hai loại. Một là âm cơ bản, hai là hòa âm. Thế nên nhớ như này, âm cơ bản là cái âm mà có tần số nhỏ nhất nhưng mà có biên độ thì lại lớn nhất. Tức là này, âm cơ bản mà có tần số F0 thì suy ra hòa âm có tần số Fn sẽ bằng N lần F0, với N ở đây lớn hơn bằng 2 và N thuộc số tự nhiên. Số tự nhiên mà lớn bằng 2 như vậy 2, 3, 4 vân vân.
Như vậy có thể hiểu là cái tần số âm cơ bản nó chính là cái tần số nhỏ nhất mà cái nhạc cụ đó có thể phát ra. Ngoài ra thì những cái âm khác, hòa âm của nó có những tần số là bội số của cái âm cơ bản này. Và tương ứng với các đặc trưng vật lý thì nó sẽ ảnh hưởng tới, tác động tới tai con người mà mình cảm nhận như nào về cái âm đó. Và cái yếu tố ảnh hưởng tới tai con người đó do cái đặc trưng vật lý nào tác động thì người ta nói đến là các đặc trưng sinh lý. Ở đây để cho dễ nhớ và dễ giải thích thì thầy cũng sẽ xếp song song với nhau. Tần số âm thì ảnh hưởng tới cái đặc trưng sinh lý nào? Mình nghe âm có tần số cao thì cảm nhận của tai mình ra làm sao? Nghe âm có tần số thấp thì cảm nhận của tai mình như thế nào? Thì cái đầu tiên là do độ cao. Đấy. Độ cao của âm thì phụ thuộc vào tần số. Phụ thuộc vào tần số F. Tức là nếu tần số F mà lớn, mình nghe thấy âm ấy là âm bổng. Nếu tần số F mà nhỏ, ta nghe thấy âm là âm trầm. Đại lượng đặc trưng thứ hai, cường độ âm. Thì ảnh hưởng như thế nào tới tai của con người? Thì cái này nó có thể nói là ảnh hưởng đến cái miền nghe được. Tức là tai con người có thể nghe an toàn trong một cái khoảng mà y lớn hơn bằng y min và nhỏ hơn bằng y max. Thì y min người ta gọi là ngưỡng nghe, còn y max người ta gọi là ngưỡng đau. Tức là y lớn hơn bằng y min và y nhỏ hơn bằng y max. Thì cái này là ngưỡng nghe. Tức là này, cái cường độ âm nhỏ nhất mà tai con người còn nghe được âm thanh đó. Còn cái y max này người ta gọi là ngưỡng đau. Tức là này, cái giá trị cường độ âm lớn nhất mà tai con người vẫn còn nghe được mà chưa cảm thấy đau nhói. Còn nếu như mà mình cho cái âm mà có cường độ lớn hơn cái giá trị y max kia thì có thể là sẽ có bị hỏng tai, tức là thủng màng nhĩ, rất nguy hiểm. Còn mức cường độ âm này thì quy định hay là ảnh hưởng tới cái đặc trưng sinh lý nào của tai con người? Thì nó là phụ thuộc vào độ to. Mình nghe thấy âm đó to hay nhỏ hoàn toàn do mức cường độ âm quy định. Và cuối cùng, âm cơ bản và hòa âm thì nó ảnh hưởng tới cái gì? Đến cái âm sắc. Thì ở đây, để thuận lợi chúng ta làm các bài tập trắc nghiệm lý thuyết thì thầy có thể nói như này. Âm sắc là khả năng phân biệt hai âm này có cùng tần số, có cùng độ to nhưng mà do hai nguồn âm khác nhau phát ra. Vậy thì tại sao mình lại có thể phân biệt được hai ca sĩ hát cùng một bài hát, hai nhạc cụ chơi cùng một bản nhạc, mặc dù là cả hai ca sĩ đều hát đúng nhạc, hai nhạc công đều chơi đúng nhạc? Lý do ta phân biệt được vì nó như này: cùng âm cơ bản, cùng âm cơ bản, tức là tần số âm cơ bản giống nhau nhưng khác hòa âm. Khác hòa âm mà khác về cái gì? Về biên độ, về tần số nhé. Khác về biên độ, khác vào cả về tần số. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vận dụng, tức là tính toán cụ thể những cái đại lượng liên quan đến đặc trưng vật lý của sóng âm và một phần liên quan đến cái phần ngưỡng nghe, tức là cường độ âm nhỏ nhất cũng như cường độ âm lớn nhất mà tai con người có thể nghe được. Chúng ta đi vào phần vận dụng. Bài đầu tiên. Hai hòa âm liên tiếp do một dây đàn phát ra có tần số hơn kém nhau 56 Hz. Hòa âm thứ 3 và hòa âm thứ 5 có tần số bằng bao nhiêu? Như vậy là delta F thì bằng 56 Hz. Hỏi rằng F3
bằng bao nhiêu và F5 bằng bao nhiêu. Thế thì bài này đòi hỏi chúng ta phải, bài này không khó, nhưng phải đòi hỏi chúng ta phải nhớ được cái bản chất của cái âm cơ bản và hòa âm. Người ta nói là hai âm cơ bản liên tiếp mà độ lệch tần số là 56. Vậy thì thầy có thể viết này, F của N trừ đi F của N trừ 1 thì bằng 56 gì? Vậy tương đương với gì? N lần F0 trừ đi N trừ 1 F0 bằng 56. À vậy thì cái này tương đương với F0 chính bằng 56 Hz. Thế bây giờ hòa âm thứ N là N lần F0. Vậy hòa âm thứ 3 tức là N bằng 3. Hòa âm thứ 5 là N bằng 5. À, vậy thì từ đây ta sẽ suy ra là F3 sẽ bằng 3 lần F0. À, như vậy bằng mấy? 3 nhân với 56. 3 năm 15. À, 168 Hz. Còn F của hòa âm thứ 5 là 5 lần F0. 5 nhân với 56 thì được bao nhiêu nhỉ? À, 280 Hz. Đấy, như cái bài đầu tiên yêu cầu chúng ta hiểu vấn đề, nó ở cái vấn đề bản chất, tức là ta phải hiểu được tần số âm cơ bản và tần số của hòa âm liên hệ với nhau như nào. Ta sang cái bài số 2. Một nhạc cụ phát ra âm cơ bản có tần số F0 bằng 420 Hz. Một người chỉ nghe được âm cao nhất có tần số là 18.000 Hz. À, như vậy là bình thường thì cái khoảng nghe được là từ 16 đến 20.000 Hz. À, nhưng người này thì lại nghe được tần số lớn nhất chỉ là 18.000 Hz, tức là thấp hơn cái giá trị trung bình. 18.000 Hz. Bây giờ người ta mới hỏi như này, tìm tần số lớn nhất mà nhạc cụ này có thể phát ra để người đó nghe được. Tức là với nhạc cụ này thì phát được tần số lớn nhất là bao nhiêu để cái người này nghe được. À, vậy thì F mà phát ra mắc bằng bao nhiêu để người nghe được. Đấy. Bây giờ một cái nguồn âm mà phát ra âm cơ bản có tần số F0 bằng 420 Hz. Thế thì nó có thể phát ra những âm có tần số nào? À, 2 lần F0, 3 lần F0, 4 lần F0, vân vân, N lần F0. À, như vậy thầy có thể nói là Fn nó có thể phát ra bằng N lần F0 cái gì? Như vậy bằng 420 nhân với N. À, vì muốn nghe được thì Fn phải nhỏ hơn bằng 18.000 Hz. Vậy tức là 420N phải nhỏ hơn bằng 18.000. Điều này tương đương với N phải nhỏ hơn bằng 18.000 chia cho 420. Nhưng mà N lại phải là một cái số tự nhiên cơ, dương cơ. À, vậy thì suy ra giá trị lớn nhất của N nó bằng bao nhiêu? Rồi như vậy ta thấy N nhỏ bằng 428,6 mà N phải là một số tự nhiên. Vậy thì N lớn nhất cũng chỉ bằng gì thôi? À, 428 thôi. Do đó cái tần số lớn nhất mà cái nhạc cụ này phát ra được, F phát ra mắc để mà tai người nghe được, nó sẽ là bằng 428 lần F0. À, và thay số vào thì mình sẽ thu được kết quả nó sẽ là 17.640. 17.640 Hz. Để chúng ta giải quyết xong cái bài toán thứ hai. Thế thì ở hai cái bài toán 1 và 2 này, tức là tính toán thì không khó, nhưng yêu cầu chúng ta nhớ được cái bản chất của sóng âm. Sang bài số 3.
Một cái loa nhỏ coi như một nguồn điểm phát ra một công suất âm thanh là 1W. Tính cường độ âm và mức cường độ âm tại điểm cách loa là 200m. À, như vậy là thầy có thể tóm tắt như này. P bằng 1W. Khoảng cách R bằng 200m. Đề bài hỏi là Y bằng bao nhiêu? L bằng bao nhiêu? À, như vậy bài số 3 này không khó khăn lắm. Ta chỉ cần áp dụng công thức. Đó là công thức tính Y và công thức tính L. Áp dụng công thức Y bằng P chia cho 4pi R bình. À, thay số vào. 1 chia cho 4pi nhân với 200 bình phương. Thì ta sẽ tính ra được cái Y này bằng 1,99 10 mũ trừ 6 watt trên mét vuông. Bây giờ tính L. À, L sẽ bằng log của Y trên Y0. Như vậy sẽ bằng log của 1,99 nhân 10 mũ trừ 6 mà chia cho Y0. Y0 tức là bao nhiêu nhỉ? À, 10 mũ trừ 12. Thế thì ấn cái log này tức là log cơ số 10 ấy, trong máy tính đã có rồi. Chúng ta sẽ ấn ra được. Nó sẽ bằng là 6,3 Ben. Thế còn nếu chúng ta muốn đổi sang decibel thì nhân 10 lên thành 63 decibel. Ta chuyển sang cái bài thứ hai về cái phần mức cường độ âm. Bài số 4. Loa của một máy thu thanh có công suất cực đại là 2W khi mở hết công suất. Như vậy P max bằng 2W. Yêu cầu của câu A là tính mức cường độ âm do loa này phát ra tại một điểm cách máy là 4m. À, như vậy là R sẽ bằng 4m. Hỏi rằng mức cường độ âm là bao nhiêu? À, thế về thầy tính. Áp dụng công thức. L bằng log của Y trên Y0. Nhưng đây thầy thay cái biểu thức Y theo công suất P và bán kính R vào. Thì nó thành gì nào? Log của nào? P chia cho 4pi R bình Y0. À, thế bây giờ thay số. L sẽ bằng log của 2, đây là P max, chia cho 4pi nhân với 4 bình. Chia cho 10 mũ trừ 12. À, bấm máy tính thì ra được cái kết quả ở đây là 9,997 Ben. 9,997 Ben. Hay là đổi ra decibel là 99,97 decibel. Yêu cầu của câu B là như thế này. Để mức cường độ âm tại đó chỉ còn là 60 decibel thì phải giảm công suất của loa đi bao nhiêu lần? À, tức là này, nếu bây giờ muốn cho cái L phẩy nó bằng là 60 decibel thôi thì hỏi rằng phải giảm đi bao lần, tức là P max trên P phẩy phải bằng bao nhiêu? À, thế thì ở đây chúng ta phải biết cái công thức mà tính ngược lại của cái loga, tức là kiến thức này, loga cơ số A của X mà bằng alpha. Thì ta phải hiểu là gì? A mũ alpha chính bằng X. Đấy, thế thì phải hiểu như thế ta mới tính ngược lại được. L phẩy bằng 60 decibel. Tức là cái L phẩy này sẽ bằng 6 Ben. Thế thì thầy biến đổi L phẩy nó bằng log của P phẩy chia cho 4pi nhân với R bình nhân với Y0. À, cái này bằng có 6 thôi gì. Vậy thì dẫn tới là P phẩy chia cho 4pi R bình Y0 bằng 10 mũ mấy? À, 10 mũ 6. Bởi vì log này là loga cơ số 10 mà. À, thế mà cái L ở trên thì
ta biết là cái log ấy nó sẽ bằng là 10 mũ 9,997. À, lại có P chia cho 4 pi R bình nhân y không lại là 10 mũ 9,997. Vậy bây giờ thầy cần tính P max chia cho P phẩy. P max chia P phẩy. Thầy chỉ việc lấy hai này chia cho nhau. Bởi vì ở dưới mẫu giống nhau mà, 4 pi R bình y không giống nhau, 4 pi R bình y không giống nhau. Vậy nó là 10 mũ 9,997 mà chia cho 10 mũ 6. À, 10 mũ A mà trên 10 mũ B thì thành 10 mũ A trừ B. Vậy ở đây nó là 10 mũ 3,997. Và kết quả nó sẽ là xấp xỉ 9,947. 9,947. Như vậy là muốn cho cái mức cường độ âm còn lại là 60 dB thì mình phải giảm công suất của loa đi tới 9,947 lần, tức là giảm khoảng gần 10,000 lần. À, ta sang bài vận dụng cuối cùng của cái chủ đề này. Cho biết cường độ âm chuẩn y không bằng 10 mũ trừ 12 W trên mét vuông. Mức cường độ âm tại vị trí cách loa 1 mét là 70 dB. Yêu cầu của câu thứ nhất hỏi là R1 bằng 5 mét thì cái mức cường độ âm L1 nó bằng bao nhiêu? À, bây giờ ta làm nào để tính toán cho nhanh nhất? À, thì thầy sẽ sử dụng cái này. Ta có L bằng log của Y trên Y0. Thầy thay bằng theo P và R. Vậy log của P chia cho 4 pi R bình nhân với lại Y0. Thế mà cái này bằng, tính theo Ben thì nó là 7. Vậy tương đương với là P chia cho 4 pi R bình Y0 nó bằng 10 mũ 7. Đấy, 10 mũ 7. Thế chuyển sang suy ra L1 sẽ bằng log của Y1 trên Y0. Mà Y1 thì bằng gì? Bằng log của P chia cho 4 pi R1 bình Y0. Thế bây giờ cái R1 bình là 5 bình, còn cái R bình nó là 1 bình. Vậy thì ta dễ dàng biểu diễn được theo, nó bằng là log của P chia cho 4 pi R bình Y0 nhân thêm với bao nhiêu? À, 5 bình thì bằng 25 lần của 1 bình. Vậy là nhân 25. Thế mà chúng ta lại biết là cái này bằng 10 mũ 7 rồi. Vậy nó bằng log của 10 mũ 7 mà chia cho 25. À, thì ta sẽ tính được ra L1 nó sẽ bằng 5,6 Ben. Hoặc là muốn đổi ra decibel thì nó là 56 decibel. Đấy là ý thứ nhất. Ý thứ hai, một người đứng cách loa 100m trở lên thì không nghe được âm do loa đó phát ra nữa, tức là từ vị trí 100 trở ra ngoài không nghe được. Hãy xác định ngưỡng nghe của tai người đó. À, thì ngưỡng nghe chúng ta đã định nghĩa rồi. Ngưỡng nghe là cường độ âm nhỏ nhất mà tai người còn có thể nghe được âm đó. Vậy thì chứng tỏ rằng ngưỡng nghe ở đây chính là cường độ âm ở vị trí mà người cách loa 100m. Vậy đầu tiên mình phải xác định Y min. À, khi cái R
2 nó chính bằng là 100 m. Vậy thì y min bằng gì? Y min sẽ chính bằng là P chia cho 4pi nhân với lại R2 bình phương. Thế nhìn vào đây. Thì thầy sẽ rút ra P trên 4pi R bình. Thì nó sẽ bằng là P chia cho 4pi R bình mà nhân với mấy? R2 bằng tới 100 của R1, vậy R2 bình sẽ bằng 14 của R bình. Đấy. Thế mà chúng ta biết là P trên 4pi R bình nó là 10 mũ 7. Vậy y min nó sẽ bằng này. 10 mũ 7 chia cho 10 mũ 4. Còn nhân với cả y không nữa, tức là nhân với 10 mũ trừ 12. Như vậy nó thành 10 mũ 3 mà nhân với 10 mũ trừ 12. Vậy thì y min nó bằng mấy? 10 mũ trừ 9 watt trên mét vuông. Như vậy là mức cường độ âm mà từ 10 mũ trừ 9 watt trên mét vuông trở xuống là tai con người không nghe được nữa. Tức là cái giá trị 10 mũ trừ 9 người ta gọi là ngưỡng nghe của tai người này. Như vậy chúng ta vừa xét xong một loạt các bài tập mà liên quan đến tính toán các đại lượng đặc trưng cho sóng âm, mà chủ yếu là các đặc trưng vật lý thôi.